Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về có bao nhiêu số lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau. Ý nói là 6 số này nó khác nhau đó các bạn. Và không bắt đầu bởi 1, 2, 3. Không bắt đầu bởi một số 1, 2, 3 nha các bạn, chứ không phải là 1, 2, 3 nha. Rồi, kỳ thứ nhất các bạn phải biết số lẻ là gì. Số lẻ là số có hàng đơn vị, hay là số tận cùng là 1, 3, 5, 7 và 9. Ok chưa ạ? Rồi mình lấy ví dụ về số có 6 chữ số mà lẻ 1, 7, 6, 5, 4, 9. Thì đây là số có 6 chữ số nè, gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Ok chưa ạ? Hàng trăm nghìn. Khi các bạn nhìn vào đây ạ, hàng đơn vị đây, số 9 nè. Vậy số này là số có 6 chữ số lẻ. Rồi bắt đầu mình gọi, mình giải nha các bạn. Mình giải, do đề bài chưa cho số có 6 chữ số là số nào, nên mình sẽ gọi. Gọi A, B, C, D, E, F. Đây là số có 6 chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là số lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau. Đôi một khác nhau, một khác nhau và không bắt đầu, bắt đầu bởi 1, 2, 3. Không bắt đầu bởi 1, 2, 3. Chưa? Vậy cho thấy điều gì ạ? Không bắt đầu bởi số 1, 2, 3. Vậy cho thấy điều gì ạ? Không bắt đầu bởi số 1, 2, 3 thì các bạn nhìn nè. Đây, 3 số đây nè. Vậy hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Chục nghìn, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. Vậy A của mình nó phải khác gì ạ? A của mình phải khác, khác 1. Đúng chưa ạ? A phải khác 1. A phải khác, khác 1. B của mình phải khác 2. B phải khác, khác 2. Và C phải khác, khác 3. Ok chưa? Bắt đầu mà, bắt đầu là từ đây qua đây. Đó. Ok chưa? Rồi, thì do nó là số lẻ, số lẻ nè, thì cái hàng đơn vị F của mình là các số, 1, 3, 5, 7 và 9. Có bao nhiêu số ạ? 1, 3, 5, 7, 9 là có 5 số. Rồi A, B, C, D, E. A, B, C, D, E là các số từ 0, đến 9. Thì từ 0 đến 9 có 10 số. Có 10 số nha các bạn. Và các bạn cẩn thận, đối với số có 6 chữ số thì cái hàng trăm nghìn à, là chữ A đó các bạn, phải khác không nữa. Ok chưa? Rồi bắt đầu mình giải nha các bạn. Mình giải hàng F trước. Hàng F nè. Hàng F có 1, 3, 5, 7, 9 là có bao nhiêu cách ạ? Có 5 cách. Có 5 cách chọn. Sau đó tới hàng A. Hàng A thì các bạn nhìn nè. Hàng A là từ từ 0 đến 9 có 10 số, là 10 cách nha. Bị khác 0 nè, là khác 0, bỏ số 0 nè. Tiếp tục khác 1 nè, bỏ thêm số 1 nè. Bỏ mấy số ạ? Bỏ 2 số. 10 mà trừ 2 còn 8. Nhưng do nó khác nhau, hàng F đã chọn một số rồi, thì các bạn trừ đi hàng F nữa. Vậy là trừ 1 nữa, còn 7 cách chọn. Ok chưa ạ? Rồi tới hàng B có. Hàng B từ 0 đến 9 là 10 số nè. Khác 2 là bỏ đi một số 2 nè. Còn là 9 số nè. Mất hàng F nè. Hàng F trừ đi một số nữa. Hàng A trừ đi một số nữa là trừ 3. Còn 7 cách chọn. Tiếp tục hàng C có. Hàng C là từ 0 đến 9 nè. Có 10 cách chọn.
trừ ghi khác 3 mà, trừ ghi một số 3 nữa còn lại 9, trừ ghi hàng F, hàng A, hàng B, vậy là trừ thêm 3 nữa, vậy là trừ tổng cộng là 4, vậy có 6 cách chọn. Tiếp tục hàng D, có hàng D thì hàng D là từ 0 đến 9. Hàng D có lý do gì không ạ? Không, hàng D không có khác gì hết. Hàng D là từ 0 đến 9 10 số, nhưng do khác nhau, trừ ghi hàng F nè, trừ ghi hàng A nè, trừ ghi hàng B nè và trừ đi hàng C. 1 2 3 4 thì còn lại 6 cách chọn. Tiếp tục hàng E, có trừ ghi hàng F nè, hàng A, hàng B, hàng C, hàng D, vậy trừ đi hết bao nhiêu ạ? 5, vậy là còn lại 5 cách chọn. Rồi, ta lấy F nhân A nhân B nhân C nhân D nhân E, vậy là 7. Vậy là 5 nhân 7 nhân 7 nhân 6 nhân 6 và nhân 5. Rồi, kết quả bằng bao nhiêu các bạn hãy comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nghe các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn. Bye bye.